Mới đây, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã kiến nghị chính phủ cho phép sử dụng số kinh phí còn lại của gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng để hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng trong đợt dịch COVID-19 thứ tư tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Tính đến quý 1 năm 2021, có tới 9,1 triệu lao động bị ảnh hưởng, trong đó có hơn nửa triệu lao động bị mất việc làm, hơn 2,8 triệu người phải tạm nghỉ việc không lương. Năm 2020, gói hỗ trợ an sinh lần 1 gần 62.000 tỷ đồng mới chỉ giải ngân được hơn 22%. Trước tình hình trên, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép sử dụng số kinh phí còn lại hỗ trợ người lao động là F0 đang điều trị bệnh, lao động phải nghỉ việc, cách ly tại nhà hoặc cư trú trong các khu vực phong tỏa y tế. Dự kiến nếu thông qua, kinh phí sẽ dành trả lương ngừng việc cho công nhân, miễn phí tiền ăn, tiền sinh hoạt, chi phí xét nghiệm và test nhanh COVID-19. Đây được xem là nguyện vọng mong mỏi của hàng ngàn người lao động đang gặp khó khăn trong tâm dịch.